Với ván đấu man top 8 thế giới. Wow. Thế này thì hết cứu rồi. Mình muốn nói một chút về hầm của bạn này. Bạn này có yêu cầu mình cosplay và mình đã đồng ý rồi. Tuy nhiên đến hôm nay mình kiểm tra lại thì cái hầm nó cũng chỉ còn là 4.9k lực chiến thôi. Nên nếu như mà bạn có xem được cái đoạn này á, thì bạn hãy điều chỉnh lại làm sao cho nó 5k lực chiến trở lên nha. Thì mình sẽ thực hiện cosplay hầm của bạn nha. Còn điểm sức mạnh hiện tại á, thì mình sẽ không thể cosplay hầm chứa này nhá bạn nhé. Rồi, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ cosplay hầm của bạn có tên là Xiaomi. Ok, một con Gatecrasher với tia trọng lực 10 Brick, bệ tên lửa 12 cả 6 này, Nomad bệ tên lửa 8 à, Barton với bệ pháo 8, và cuối cùng là một con Panther với M16 cả 8. Cái khẩu M8 này mình không mua nha, mình không mua nha, nên là cái combo Panther này mình chỉ lắp một bên M16 thôi các bạn nhá. Cái khẩu M8 bán tận hơn 8.000 nó coi liền, mình không mua khẩu ý đâu, rất là đắt. Rồi, chúng ta đến với ván đấu. Man, top 8 thế giới. Wow, thế này thì hết cứu rồi. Thế này thì bé Parker Gaming hết cứu rồi các bạn ạ. Ai cứu bé ai? Ai cứu bé không? Trời ơi, ai cứu nổi con này không nhở? Hết cứu rồi. Mình chúc các bạn có những cái ngày nghỉ lễ thật là vui vẻ và an toàn nha các bạn nha. Hình như là mọi người được tận 5 ngày nghỉ lễ đúng không? Rồi, mình xem nào. Bạn này. Ok, mình chạy. Đứng ở đây bạn ơi. Đứng ra đây bạn ơi, ra đây bạn ơi. Thế chứ. Thú vị nha. Đây. Được rồi nha, thôi bình tĩnh nào. Ok, bên này có một con này. Rất là thú vị nha. Từ từ nha, mình sẽ rình mình chơi nha các bạn ạ. Rình mình chơi nha. Phải rình dập con cá mập liền. Này thì xin ờ. Từ từ nha. Ôi con này là bắn ấy này. Thử con này cái đã. Ok. Ui đau phết đây. Ây da. Cứ mất cái hàng rào. Này thì mất cái hàng rào này. Đi đứng kiểu này mình cảm thấy rằng nó cũng không đúng lắm với cái top 8 thế giới nhở. Tại sao lại hớ hênh như vậy ta? Tại sao top 8 thế giới mà lại nó lại có cái kiểu đi nó hớ hênh như vậy nhỉ? Rồi cái gì đây? Đây rồi. Ôi giời. Không được. Ngon. Ui, mình cứ tưởng là không chơi. Combo kiểu này à? Rồi, thế này thì thôi thì xác định với mình ra combo này chơi nha. Đây không phải combo mạnh nhất của mình đâu. Phong thủy nhỉ? Cái thế quái nào hôm nay mình lại gặp được quả top 8 thế giới nó mới gắt thế này. Một nổ rồi, ok. Cái gì đấy? Ui rồi, thế này thì bạn xác định luôn nha. Một nổ. Ui, bình tĩnh. Không sao, mình nghĩ là trận này mình chắc win rồi. Anh bạn này mất mấy con rồi? Đó, hình như mất 4 con này thì phải. Mình cứ chơi bình tĩnh thôi. Tầm này à. Cháy lên. Phải thế chứ. Tưởng thế nào? Bình thường các bạn ơi. Chuyện như cơm bữa. Đâu rồi. Đừng tưởng mình anh bạn có Nomad nha. Hầm này có Nomad đấy. Đừng có mà đùa. Hầm này cũng có Nomad nha. Không đùa được đâu. Ok. Rồi mình công lên đây nha. Rồi thì xác định luôn chứ còn cái gì nữa. Mình sẽ ra cột trung tâm nha. Có con đang chiếm cột trung tâm này. Mình sẽ nhanh chạy ra nha. Rồi con này ra đây này. Rồi con ra.
Đây chuột này thì HP nó bình tĩnh nha. Ui thôi thôi xong rồi xong rồi. Top thế giới xác định với chúng tôi luôn á. Chơi luôn, như tờ giấy các bạn. Rồi, mình thôi ok. Quên á. 4 sao à? 4 sao thì thua Nomad của mình rồi. Nomad của mình 5 sao cơ. Cháy lên. Tông đi bạn ơi, tông đi. Rồi. Mình tông kiểm chứng thôi, tại vì có bạn trên kênh của mình, bạn ấy bảo bạn ấy tông vào đồng đội cũng được lướt lần nữa. Ô, trận đấu này có vẻ hơi một chiều quá nhở. Top 8 thế giới mà. Ô, lại vào cái bản đồ này. Play ở mình ra combo này đi. Ồ, chơi Panther. Chơi Panther bắn tỉa em nó. Nói chung là nó khỏe quá các bạn ạ. Nó khỏe quá. Có vài bạn trên kênh của mình á, bảo là phải giảm sức mạnh của khẩu bắn tỉa em nữa đi. Đấy, chứ để thế thì không có được. Thế mọi người nghĩ thế nào? Các bạn nghĩ thế nào? Các bạn ấy còn bảo là giảm sát thương của khẩu Ember Gun đi. Đấy, chứ bắn thế là không có được. Đấy. Mọi người cho mình xin vài cái ý kiến nha. Thật ra số ít thôi, chỉ có một hai cái bình luận thôi các bạn ạ. Các bạn ấy bảo là cái khẩu bắn kiệt tỉa em ấy phải giảm sức mạnh đi. Chứ ai chơi cứ một phát một mạng như thế. Rồi là cái khẩu Ember Gun ấy cũng phải giảm sức mạnh đi. Chứ không nhá, chơi thế thì ai chơi lại. Thế thì đang có một phần nhỏ cái ý kiến như vậy. Tất nhiên là mình nói đây là muốn nghe quan điểm của các bạn thôi. Còn cái việc tăng giảm sức mạnh thế nào ấy thì game nó phải nghiên cứu ở cả cộng đồng các bạn nhé. Chứ không thể nào gọi là một hai cá nhân bảo là giảm đi, tăng đi mà game nó làm đâu. Game người ta sẽ phải theo dõi cái phản ứng của cả cộng đồng các bạn nha. Chứ không thể nào mà các bạn bảo là mình nói với game như nọ như kia đấy. Không được đâu các bạn ơi, không được nha. Đây một con cheater. Một nổ này, hai nổ này, tia trọng lực 10 nha. Một nổ này, úi dồi ôi. Vẻ các bạn ạ, hai nổ. Mình thấy á. Đấy, vừa nãy mình đang định nói các bạn ạ. Từ từ nha, cho mình tấn công con này đã. Rồi, vừa cái trận vừa rồi mình đang định nói là cái khẩu tia trọng lực này này. Với cả cái khẩu một con solid. Với cả cái khẩu Viper các bạn. Cái khẩu Viper, cái gọi là cái khẩu rắn lục ấy. Đấy, thì cái khẩu rắn lục nó cứ bắn lâu lâu tạch, nó được một viên đạn to đánh bùm một cái đúng không? Thế mình nói thật với các bạn nhé. Các bạn dùng tia trọng lực này này. Đấy, đây là mình chia sẻ thật. Ôi nó dùng thần tốc, mình cũng ít HP quá không chơi được. Thì các bạn dùng tia trọng lực này nó còn ngon hơn. Đấy, mình nói thật, chia sẻ thật luôn. Không phải là cái đồ mới mà mình thích đâu. Đấy, nào lên đây. Này thì solo nào thì thần tốc đâu. Đây nha bạn Trung nha. Thì coi như cái con xì cởi nó không tím đi. Thì thôi thì không nói nữa vậy. Sợ bạn ấy lại bảo là con Brick này của mình tím, còn cái con xì cởi thì nó không có tím. Thôi thì mình không nói. Nhưng mà mình nói thật là kể cả có sao tím đi chăng nữa, chưa chắc đã xúc kịp các con này của mình đâu. Ơ thế quái nào, trận này nghe có vẻ thua đến nơi nhỉ. Nghe thế nào, nghe thua đến nơi rồi. Thế nào còn có hai con nữa. Hai con kèm cặp này thì thua nhạt vậy ta. Mình thấy trận này thua hơi nhạt nhá. Mải nói quá. Ôi đấy, quay ra đây bắn nhá. Mình đang quay ra đây mình bắn này. Ôi đấy, đâu rồi. Trận này thua nghe có vẻ hơi nhạt nhỉ. Mình đang mải phân tích các thứ. Nào, thử ra Panther xem là thế trận có xoay chuyển gì không đây. Anh bạn kia đứng ở đâu bắn rồi. Kê sẵn này. Này thì kê sẵn này. Đứng như kiểu là mình là một cái không khí ấy các bạn. Kiểu đứng kiểu không biết thằng kia đâu nhỉ. Mình đứng mình nhìn thằng kia phát nhỉ. Đây này, này. Ô cái gì đây? Hỏi chấm. Ố, cái gì ấy nhở? Mình thấy là mình đang bị coi thường ấy. Anh bạn này đang có cái. Rồi, làm gì ấy? Cho hỏi là anh bạn làm gì?
thôi mình thua rồi. Nhưng mà mình thấy là nó cũng không có cái gì cả. Những điểm hạ gục liên tục dành cho mình mà anh bạn này hết sức là ngáo ngơ. Rồi, chúng ta sẽ đến với một ván đấu nữa nha. Cái gì đây, đặt tên kỳ cục vậy? Mình sẽ dùng Get Grasser đi. Cái gì sao tên kỳ cục thế nhở? Thôi thì chơi game chúng ta nên chọn cái tên nào đó nó mang thiên hướng là... Đầu tiên sao nhỉ? Nó phải là cái sở thích của các bạn đó này. Đó. Rồi nếu có thể thì nó sẽ nên có một cái ý nghĩa nào đó. Thế thì mình mới thấy nó sẽ rất là tuyệt vời. Anh bạn này sao tên đặt là cái chuỗi số dài thế nhỉ? Rồi. Ui. Khá là hỗn loạn nha. Mình đang bị nhầm pháo xoáy vào rồi mà mình không biết đối phương đang đứng ở đâu các bạn ạ. Đâu rồi? À. I cut. Chạy chạy. Ai da. Được đấy. Sát thương to đấy. Sát thương không phải là dạng vừa đâu. Thôi không sao, mình chơi vui vẻ mình không quan tâm cho lắm. Đâu rồi? À sniper. Ui dồi ôi. Từ từ nha. Ô hụt kìa, thế mà hụt kìa. Cay thế nhở, mình tính toán khá là chu toàn trong pha bắn ý rồi mà cái thể quái nào nó vẫn hụt các bạn ạ. Từ từ nha. À đứng cái gì? Ôi mình bị seeker nó nhắm đến rồi. Không được rồi, mình bị con seeker nó nhắm đến rồi, từ nhá. Cái con seeker này nó nhắm đến mình, từ từ phải dùng đợi nó dùng kỹ năng, không được. Này, mình nói thật, cái tướng đứng này, mình mà cầm khẩu bắn tỉa là thôi nhá. Mình lại bị con seeker này nhắm đến rồi. Ơ nó bên dưới ngon. Và đây. Ui. Cái tướng đứng kìa. Tàn ra màn. Đứng cái tướng này thì mình cầm bắn tỉa mình bắn to đầu rồi còn đâu. Ơ nó bị xuống bên dưới này, ngon. Từ nhá. Ô kìa, tuyệt vời. Các bạn ạ, tuyệt vời các bạn ạ. Mình đứng đây xem có cháy né được con seeker kia không. Còn 1-2 này. Mình tự nhiên là 1 nổ này, 2 nổ này. Ôi, bắn phóng đĩa rồi. Cấu nha, mình cấu nhẹ nha. Bình tĩnh nào. Ở đây đông thế, 2-3 con liền, mình cố gắng nha. Ôi, phóng đĩa nó nổ rồi. Un tím luôn à. Được đấy nhở. Mình sẽ thử ra con nomad này của mình xem có chơi lại cái con kill shot hay không nhá. Dù gì thì dù nó un tím mà. Đâu rồi ta? Rồi nhá, đây là cơ hội của mình nhá. Cơ hội khuấy đảo thế giới ảo. Rồi ok, rồi, rơi xuống hầm nhá. Mình đang rơi xuống hầm rồi. Đấy không ta, đó, được ngay. May nha, có con seeker kia. Từ từ mình xem anh bạn này đâu này, mình chiến luôn. Đâu rồi? Vẫn chưa thấy nhở. À đây. Chơi cận chiến các bạn ạ. Chơi cận chiến, combo cận chiến. Đâu rồi? À, ID. Happy birthday. The surprise. Ow, đau rồi nha. Ồ, được đấy, chạy liền. Trời ơi, cối à. Mình sẽ dằn mặt cái con cối trên lửa này nha. Đâu rồi, anh cối đâu rồi? Đây, Paragon các bạn ạ. Úi giời. Nhìn anh ấy cứ như là một nhẫn giả. Từ nha. Hello baby. Trời ơi. Một cái pha tấn công lướt lên rất là đẹp các bạn ạ. Đẹp cực kỳ luôn. Mình đợi anh bạn này dùng kỹ năng xong rồi mình mới lên chơi nha. Để không có cái cơ hội để né tránh mình luôn á. Rồi ok, win rồi.